Đây là cách bổ bít mật hả? À, trước vỏ à? Vâng. Trước vỏ đúng không? Hả? Tối. Cái bít này là phải đóng hộp, xong rồi bịt kín, không là hơi nó khách nó không chịu. Bịt mặt. Đấy, bà gạt xuống. Nhẹ nhàng lắm nát. Cái này chị Thắm để trong tủ lạnh rồi à? Mát rồi. Ăn lạnh thế. Thảo mát, ngon. Mát ngon rồi. Bộ cái này sạch sẽ nhé. Đấy, mình nhàn không? Nhàn. Chỉ không biết mật không bổ được cái này thôi. Biết ta không bổ được. Cái này tí nó có ăn không thì không cần để hộp. Có, mang lên ăn sẽ bóng đá. Ăn luôn.